Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Biểu tình ở Thái Lan, giận dữ và tuyệt vọng. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, trong những tuần gần đây thì Thái Lan, giống như là một số quốc gia Đông Nam Á khác, nổ ra nhiều cuộc biểu tình ngày càng dữ dội trên đường phố. Trong suốt tháng 8, hàng ngàn người Thái, trong đó có nhiều thanh niên, đã xuống đường để bày tỏ sự tức giận đối với lại chính phủ hiện tại và yêu cầu thay đổi. Một số người biểu tình trẻ hơn, tuyệt vọng và ngày càng không khoan nhượng đã bắt đầu lái xe xung quanh thành phố, đối đầu với lại giới an ninh và phá hủy các đồn cảnh sát nhỏ. Lúc đầu thì các cuộc biểu tình đã khiến cho chính phủ do cựu lãnh đạo của cuộc đảo chính và hiện là thủ tướng có tên là Prayut Chan-o-cha khá bất ngờ. Nhưng diễn biến của nó sau này thì còn đáng bất ngờ hơn. Có thể nói rằng tình hình giờ đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Cảnh sát Thái Lan đã dùng đến vũ lực đánh đập những người biểu tình và bắn đạn cao su và vòi rồng vào họ. Một số cảnh sát có thể đã sử dụng đạn thật cả khi có trẻ em biểu tình. Có lẽ chính phủ Thái Lan đã từng quen với lại các cuộc biểu tình lặng lẽ hơn, có thể kiểm soát được. Nhưng kể từ năm 2019 thì các cuộc biểu tình quy mô lớn đã quét qua thủ đô và các khu vực khác của Thái Lan. Sau cuộc bầu cử vào năm 2019 đáng ngờ đưa lên liên minh quân sự do Chan-o-cha hậu thuẫn lên nắm quyền. Những cuộc biểu tình đó đã được khuếch đại bởi hoạt động truyền thông xã hội chống chính phủ và sự phản đối trong quốc hội bởi các đảng đối lập, vốn liên tục chỉ trích chính phủ. Sự thách thức của quốc hội được dẫn đầu bởi đảng đối lập chính có tên là Future Forward và nhà lãnh đạo trẻ đầy sức lôi cuốn của nó, đó là tỷ phú Thanaton Sorongrankit của phe Future Forward đã thể hiện tốt trong các cuộc bầu cử và có thể đã thắng phe quân đội nếu được bỏ phiếu tự do và công bằng. Các cuộc biểu tình tiếp theo vào đầu năm 2020 để ủng hộ cho phe Future Forward chủ yếu vẫn diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, thì liên minh cầm quyền của ông Prayut, quân đội và cung điện hoàng gia bắt đầu tung lực lượng nhằm dập tắt những người bất đồng chính kiến, dần dần đánh bại các cuộc biểu tình. Đại dịch Covid-19 cũng đã giúp hạn chế việc tụ tập công cộng ở mức tối thiểu, không chỉ vì luật hạn chế tụ tập mà còn nỗi sợ hãi đại dịch của dân chúng trong việc tổ chức các sự kiện lớn. Tuy nhiên, để triệt hạ mọi nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai, thì cơ quan tư pháp của Thái Lan, trung thành với lại quân đội và cung điện hoàng gia, đã cấm ông Thanaton và các nhà lãnh đạo Future Forward tham gia chính trị trong 10 năm, lấy cáo buộc cho là đảng này nhận các khoản quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch và tìm mọi cách để mà giải tán nhóm Future Forward. Tiếp theo đó, thì một làn sóng biểu tình lớn khác phản đối quyền lực của gia đình hoàng gia và sự bất bình đẳng vào mùa hè và mùa thu của năm 2020 đã bị đàn áp gay gắt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thì ngay cả những người Thái không ủng hộ ông Prayut và không hài lòng với lại việc quân đội nắm quyền cũng phải tạm ngồi yên và thừa nhận rằng chính phủ đang chống dịch rất tốt và ngay cả khi châu Âu và Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Ở một quốc gia có khoảng 70 triệu dân, chỉ có khoảng 60 người chết vì Covid-19 vào năm 2020. Các chuyên gia y tế, cộng đồng và nhiều người Thái ca ngợi chính phủ Prayut đã thông tin rõ ràng về các vấn đề có liên quan đến đại dịch và tiến hành nhanh chóng kiểm soát các đợt bùng phát và thúc đẩy các biện pháp quan trọng như là nhiệm vụ đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhưng vào năm 2021, tình hình đã lại đảo ngược đáng kể. Sự tức giận của dân chúng giờ đây thậm chí còn tăng hơn xa và nhanh hơn so với năm 2019. Câu chuyện thành công về đại dịch của Thái Lan từ năm 2020 đã bị sụp đổ và nước này đã tụt hậu so với lại các nước láng giềng như là Singapore và thậm chí còn kém hơn cả Lào trong việc tiêm chủng cho dân. Một số người Thái Lan đã đặt câu hỏi là tại sao chính phủ lại trao việc sản xuất vaccine trong nước cho một công ty do cung điện kiểm soát có tên là Sam Bioscience, là một công ty rất thiếu kinh nghiệm. Những người khác thì hỏi là tại sao Thái Lan không thực hiện hành động hiệu quả để kiểm soát biên giới với lại Myanmar, nơi đã trở thành điểm trung gian truyền bệnh mới. Hiện nay, Thái Lan vốn gần như là không có corona vào năm ngoái, nay đang ghi nhận trung bình khoảng 18.000 trường hợp mắc bệnh mới mỗi ngày. Người Thái ngày càng tức giận hơn và cũng ít im lặng hơn trước nỗi sợ hãi về chính phủ và Covid-19. Từ khi mà đảng Future Forward tan rã, thì dân chúng không còn biết trông vào đâu để hy vọng
có thể giải quyết những bất bình của mình thông qua chính trị. Và tất cả những điều này đã tạo ra một sự bùng nổ bất bình, lại bị thêm thúc đẩy bởi một chiến dịch bạo lực của cảnh sát nhằm bắt giữ các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và chống lại những người biểu tình. Tình trạng bất ổn ở Thái Lan cũng là một phần của xu hướng chung trong khu vực. Trên khắp Đông Nam Á, giận dữ ngày càng phổ biến, thường lan truyền trên mạng xã hội khi mà các chính phủ vừa trở nên chuyên quyền hơn, vừa không thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng và thể hiện theo nhiều cách khác nhau, từ phong cách cá nhân của Tổng thống Phi Luật Tân, ông Duterte, cho tới việc Malaysia sử dụng sự điều động của Quốc hội để mà hạn chế ý kiến của dân chúng, đến cuộc đảo chính kiểu cũ của quân đội Myanmar, và ngay cả như là Việt Nam, một quốc gia nơi mọi thông tin bị kiểm soát chặt chẽ và độc đoán, nhiều bộ phận trong dân chúng đang giận dữ và có xu hướng chống lại chính quyền. Chính phủ Thái Lan vẫn tỏ ra không mấy quan tâm đến việc giải quyết sự tức giận của người dân, kể cả việc triển khai thêm vấn đề tiêm chủng chậm chạp, chứ chưa nói gì đến tham nhũng, bất bình đẳng và suy giảm kinh tế. Thay vào đó thì nhà nước lại cứ lên tiếng kêu mình là nạn nhân, lên án cái gọi là tin tức giả để tìm cách thông qua luật mới kiểm soát mạng xã hội và phương tiện truyền thông độc lập, đồng thời giám sát một cách khắc nghiệt luật cấm chỉ trích hoàng gia. Về lâu về dài, người Thái sẽ ngày càng chỉ trích công khai chế độ quân chủ và tương lai có thể buộc cung điện phải giảm quyền lực. Nhưng hiện tại thì những lời chỉ trích đang khiến cho nhiều người Thái phải ngồi tù và ngồi tù trong thời gian dài hơn. Vào đầu năm nay, một tòa án đã tuyên phạt một người đàn ông Thái Lan mức án 87 năm tù chỉ vì xúc phạm chế độ quân chủ. Trong khi đó thì bất bình đẳng thu nhập vẫn ở mức cao ở tại Thái Lan, và nhất là những người trẻ tuổi, những người cảm thấy họ không có hy vọng kiếm được một công việc tử tế. Thật vậy, hệ thống giáo dục không phù hợp để chuẩn bị cho người Thái có những công việc có giá trị cao hơn, và nền kinh tế đã thu hẹp khoảng 6% vào năm ngoái, và đợt suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Du lịch là một trong những động lực lớn nhất của nền kinh tế, hiện đang rất yếu khi mà đại dịch đang tiếp tục lây lan. Có thể là các cuộc biểu tình của Thái Lan có lẽ sẽ không leo thang bạo lực đến mức như ở tại Myanmar. Nhưng với những người biểu tình Thái Lan tuyệt vọng và cảnh sát và quân đội ngày càng bạo lực, thì đất nước này có thể sẽ chứng kiến nhiều đổ máu hơn trong năm tới. Thật vậy thì các chiến thuật khắc nghiệt của chính quyền Thái Lan sẽ làm người biểu tình thêm giận dữ, sau đó dẫn đến các hành động thậm chí còn tàn bạo hơn của cảnh sát. Loại vòng luẩn quẩn đó sẽ có nguy cơ làm xói mòn sự ổn định của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quan trọng đối với lại an ninh khu vực. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Biểu tình ở Thái Lan, giận dữ và tuyệt vọng. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.